Hôm nay mình sẽ giới thiệu một chương trình ưu đãi tốt nhất từ trước đến nay dành cho mũ rock 07. Đầu tiên là giảm trực tiếp 100.000 từ 1.167.000 còn 1.067.000, đồng thời vẫn giữ cái ưu đãi cũ là tặng một bộ kính trị giá 350.000. Thì bộ kính này chỉ còn khoảng 100 bộ thôi, mình tặng hết thì sẽ ngưng nha các bạn. Và cái ưu đãi tiếp theo là các bạn sẽ được chọn một món phụ kiện tặng trị giá 200.000. Ví dụ như là bạn có thể chặn một đôi bao tay giống vậy ha. Đôi bao tay này là bao tay Eagle ngắn ngón là mình đang bán là 180. Hoặc là bạn chọn đôi bao tay Pro Baker này, hoặc là bao tay Eagle dài ngón nha. Thì cái này mình nghĩ sẽ rất là hữu dụng luôn. Nếu như bạn vẫn không thích lấy bao tay thì bên mình có ưu đãi hoặc là tặng tem, hoặc là tặng một cái kính gương. Ví dụ ở đây là kính gương Gold nè, hoặc là kính màu đen, kính gương bạc. Những cái kính đó mình đang bán giá là 250.000. Mũ có hai kính, kính bên ngoài che rất là sâu nha. Mình đã trải nghiệm dòng mũ này từ hồi Tết, từ cái lúc nó mới ra mắt cho tới nay á. Cảm nhận thì cái độ nhẹ của nó giúp cho mình đi hàng ngày á, nó không có bị mỏi cổ. Mình cũng có song song một cái KYT, mà KYT đi đường dài hoặc đi tốc độ cao quá mình mới xài thôi. Chứ còn mấy cái này nè, đi lòng vòng trong phố thì mình xài nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Bạn kêu đại tùy chọn chỉ giá 200.000 thì bạn có thể dọn tem bên mình sẽ dán sẵn cho các bạn nha, hoặc là chọn thêm một cái kính gương, hoặc là chọn cái bao tay. Mình nhắc lại là hoặc là lựa chọn một trong ba cái ưu đãi này nha. Còn cái ưu đãi đầu tiên mặc định là được giảm trực tiếp 100.000 và tặng kính thì tặng tới khi nào hết thôi. Thì mình dự trù nó còn khoảng là 100 cái thì bán từ đâu đây cho tới hết ngày 2 tháng 9 là sẽ hết nha. Ưu đãi này thì mình sẽ xếp kéo dài từ đây cho hết ngày 2 tháng 9. Bạn nào thích đó, thì có thể tranh thủ chọn nha các bạn. Ngoài cái màu đen nhám mình đang đội nè ha, thì nó còn những cái màu tem Basani, tem con hổ. Tem thì làm theo KYT. Bạn nào ghiền KYT quá mà giá nó cao quá chưa có mua được á, thì có thể mua dòng này xài tạm. Chất lượng nó cũng rất là ổn nha các bạn. Con này thì làm theo form Yuhi 852, cho nên cái cải tiến mới nó nhẹ hơn. Và cái kính âm phía trong nè, công nghệ mới làm cực kỳ đẹp luôn. Khoen để chứa kính đó, nó nhỏ xíu à. Và phần lót cũng rất là đẹp, rất là êm luôn nha. Mũ khuyến mãi nhưng mà phụ kiện mọi thứ hết hoàn toàn là mới hết nha các bạn, chứ không phải là hàng đã qua sử dụng hoặc hàng lỗi. Bạn mua nón bên mình thì vẫn được hỗ trợ bảo hành tới 3 năm đằng nứt vỡ cái vỏ nón do va đập tai nạn, chỉ cần chứng minh được có hình ảnh hiện trường hoặc là hóa đơn viện phí hoặc là biên bản giao thông sẽ được đổi nón mới nếu nứt cái vỏ nón nha. Còn những cái phụ kiện ví dụ như ngàm kính này nè, ngàm kính ngoài, ngàm kính trong hư sẽ được sửa chữa miễn phí. Còn bên mình cam kết là sửa chữa ngay luôn nha. Nếu mà không có sẵn phụ kiện bên mình sẽ tháo vỏ nón mới ra để thay cho các bạn, để các bạn có bảo hành nhanh chóng xài luôn, khỏi phải đợi chờ hết. Màu này là màu tem Leopard nha. Song song đó ở đây là một số màu, ví dụ cái này đen bóng nè, dán tem Project 46. Còn bên đây là màu tem Kasma, với phía sau này có con rồng rất là dễ thương nha. Màu này là màu tem làm theo tem Savage Boy của bên KYT á. Bản chất của những cái nón này hiện tại cân bằng trước sau, đi đường dài không mỏi cổ. Nón này thì các bạn có thể sử dụng đi đường dài, đi tour chẳng hạn, nhưng mà đi tốc độ thấp, tốc độ trung bình á, có lỡ không may xảy ra va chạm thì nó bảo vệ mình cũng rất là tốt. Và cái kính nó sâu vậy nè thì nó cũng giảm được phần nào gió lùa quặn quặn vô trong á, thì đi nó đỡ mệt và nó khỏe hơn rất là nhiều so với các bạn không đội nón 3/4, đội những cái nón 1/2 không có kính. Thì cần hỗ trợ thêm gì thì cứ liên hệ shop nha. Ưu đãi đợt này thì mình thấy rất là tốt, rất là ok luôn đó. Thủ sớm thì bạn sẽ được chọn những cái phụ kiện nó phù hợp với mình trước nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.